Kể từ khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đột ngột tuyên bố rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, Kamala Harris trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng bậc nhất trên chiến trường chính trị Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ. Từ xuất phát điểm là một luật sư đầy nhiệt huyết đến việc có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ năm 2024, Kamala Harris không chỉ phá bỏ những rào cản chính trị mà còn đang định hình lại vai trò của phụ nữ và người da màu trong chính trường nước Mỹ. Trong video lần này, hãy cùng Spider Room tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của người được mệnh danh là người phụ nữ của những lần đầu tiên, đồng thời khám phá những lý do tại sao Tổng thống Joe Biden lại chọn bà làm phó tổng thống và ủng hộ bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp diễn ra vào đầu tháng 11 sắp tới. Phần 1. Thuở thiếu thời. Kamala Harris, tên đầy đủ là Kamala Devi Harris. Trong tiếng Phạn, Kamala có nghĩa là hoa sen, và bà luôn tự hào về nguồn gốc Ấn Độ đó của mình. Bà Harris sinh ra trong một gia đình có truyền thống học vấn cao và thường xuyên tích cực tham gia vào các phong trào xã hội. Mẹ của bà, Siyamala Gopalan Harris, là người di cư từ Ấn Độ vào cuối những năm 1950, học tại Đại học California, Berkeley và trở thành một nhà nghiên cứu khá nổi tiếng về ung thư vú. Còn cha của bà, Donald Harris, là một giáo sư kinh tế người Jamaica và giảng dạy tại Đại học Stanford. Cả bố và mẹ của Harris đều tham gia vào các phong trào dân quyền tại Mỹ trong những năm 1960. Chính điều này ảnh hưởng rất sâu sắc đến Kamala và quan điểm của bà về công bằng xã hội và quyền con người. Những năm tháng đầu đời, Harris sống tại California, nơi bà được nuôi dạy trong môi trường kết hợp giữa văn hóa Ấn Độ và Jamaica. Không may thay, từ khi còn rất nhỏ, Harris đã phải đối mặt với sự tan vỡ gia đình bởi cha mẹ ly hôn khi bà mới 7 tuổi. Sau đó, Harris cùng mẹ và em gái chuyển tới Montreal, Canada, nơi bà đã trải qua những năm tháng học tập tại Quebec. Trong thời gian trung học tại Westmount High School, Canada, Harris đã thể hiện rõ sự đam mê về lĩnh vực pháp luật. Với sự giáo dục và ủng hộ từ mẹ, bà nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư và sau đó đã quay trở lại Hoa Kỳ để theo đuổi sự nghiệp học tập tại Đại học Howard, một trường đại học rất nổi tiếng dành cho những người da màu tại Washington, D.C. Tại đây, Harris tiếp tục con đường học vấn và tốt nghiệp với bằng cử nhân khoa chính trị và kinh tế. Tiếp theo đó, bà quay trở về bang California và ghi danh vào trường luật Đại học California Hastings, nơi bà nhận bằng tiến sĩ luật vào năm 1989. Kamala Harris đã từng giải thích cho việc quyết định theo đuổi sự nghiệp pháp lý trong hồi ký của mình mang tên Sự thật ta nắm giữ, một hành trình xuyên nước Mỹ, rằng là Mỹ có một lịch sử đen tối về việc người ta sử dụng quyền lực của công tố viên như một công cụ. Nhưng tôi biết rằng những gì sai trái trong hệ thống đó có thể thay đổi và tôi muốn trở thành một phần của sự thay đổi đó. 2. Những bước đầu trong sự nghiệp pháp lý. Sau khi tốt nghiệp trường luật, Harris bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là một phó công tố viên tại Alameda County, California. Bà nhanh chóng nổi tiếng với hình ảnh một công tố viên cứng rắn, sẵn sàng đương đầu với các vụ án về tội phạm tình dục và băng đảng. Đây là thời điểm bà nhận thức được rằng công lý không chỉ dừng lại ở câu chuyện trừng phạt kẻ phạm tội mà còn là các hoạt động giúp đỡ những người lỡ lầm tái hòa nhập cộng đồng. Điều này đã khẳng định triết lý và quan điểm của bà Harris về việc xây dựng một hệ thống tư pháp công bằng và thực sự có ý nghĩa cho người dân. Kamala Harris tiếp tục sự nghiệp của mình tại San Francisco, nơi lần đầu tiên bà trở thành luật sư vào năm 2004. Đây cũng là thời điểm mà bà Harris bắt đầu xây dựng sự nghiệp chính trị của mình với những sáng kiến mang tính đột phá. Trong vai trò này, bà đã thành lập Cục Tư pháp Trẻ Em đầu tiên tại bang California, tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em và gia đình. Ngoài ra, bà cũng tiên phong khởi xướng chương trình Back on Track, giúp các tội phạm ma túy lần đầu có cơ hội tái hòa nhập xã hội thông qua các khóa học và giáo dục đào tạo nghề. Trở thành ngôi sao trên chiến trường chính trị. Vào năm 2010, Kamala Harris làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu có gốc Nam Á đầu tiên được bầu làm tổng trưởng lý tại California với chiến thắng sát nút, thắng với chênh lệch dưới 1%. Nhờ đó, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên và người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ này. Sau khi nhậm chức vào năm 2011, bà đã thể hiện được sự độc lập chính trị và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, bao gồm việc giành được thỏa thuận trị giá 18 tỷ đô
cho các chủ gia đình phải đối mặt với nguy cơ bị tịch thu nhà sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ngoài ra, Harris đã khởi kiện và đạt được khoản bồi thường 1,1 tỷ đô cho các sinh viên và cựu chiến binh bị các công ty giáo dục lợi dụng lừa dối. Trong thời gian này, Harris đã gặp Bill Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, người đang giữ chức vụ Tổng trưởng lý tại tiểu bang Delaware vào thời điểm đó. Hai người đã thiết lập một mối quan hệ thân thiết và cùng nhau chia sẻ triết lý về việc chống lại các hành vi sai trái của các tổ chức lớn. Điều này sau này đã trở thành một thành tố quan trọng trong mối quan hệ chính trị giữa Harris và Joe Biden. Năm 2015, bà Harris khởi động chiến dịch tranh cử thượng vị Hoa Kỳ nhằm thay thế thượng sĩ lâu năm của California, Barbara Boxer. Cả cựu Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Biden lúc bấy giờ đều ủng hộ cho các chiến dịch của bà. Đến năm 2016, Harris chính thức ghi dấu ấn lịch sử khi được bầu làm thượng nghị sĩ của California, trở thành người Mỹ gốc Ấn đầu tiên và là phụ nữ da màu thứ hai giữ chức vụ này. Trong Thượng viện, bà nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi bật nhờ những cuộc điều tra gay gắt, đặc biệt là khi chất vấn các nhân vật nổi tiếng như là Tổng trưởng lý Hoa Kỳ Jeff Sessions và ứng cử viên thẩm phán tòa án tối cao Brett Kavanaugh. Năm 2019, Harris tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Chiến dịch bước đầu thuận lợi và bà cũng nhanh chóng trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu nhờ vào sự hỗ trợ từ các nhân vật quan trọng trong đảng như là Barack Obama và Joe Biden. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của Harris không diễn ra suôn sẻ ở các giai đoạn sau và trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp chính trị của bà. Chiến dịch này được nhận xét là một chiến dịch vô cùng hỗn loạn bởi ba lý do sau đây. Thứ nhất, bà Harris không đưa ra bất cứ cam kết về chính sách cụ thể nào khi tranh cử. Trong cuốn sách Smart on Crime của mình, bà cho rằng việc có nhiều cảnh sát hơn trên đường phố sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người dân. Khi làn sóng chính trị trong đảng Dân Chủ chuyển hướng chống lại hoạt động của cảnh sát, Harris nói với báo ABC rằng thêm cảnh sát xuất hiện trên đường phố là hoàn toàn sai lầm. Thứ hai, bà Harris không thể bào chữa cho những hành động sai lầm trong quá khứ khi bà làm công tố viên và khi giữ chức vụ tổng trưởng lý. Những người ủng hộ bà tin rằng bà Harris là ứng cử viên cứng rắn với tội phạm, nhưng các bản án bà đưa ra dành cho tội phạm lại thể hiện một thái độ mềm mỏng khi liên tục từ chối án tử với những tội phạm băng đảng nổ súng sát hại người dân vô tội. Đáp lại điều này, bà Harris coi đây là một hình thức cấp tiến trong xét xử. Tuy nhiên, một sự việc khác lại xảy ra khi tòa phúc thẩm Hoa Kỳ thậm chí còn chỉ trích gay gắt bà Harris vì sử dụng những lời thú tội giả mạo. Những vấn đề này vẫn đang ảnh hưởng tới cuộc đua vào Nhà Trắng của Kamala Harris vào tháng 11 sắp tới, chứ không chỉ xảy ra trong quá khứ. Cuối cùng, bà Harris liên tục bị tấn công bởi những câu chuyện về cách hành xử tồi tệ với nhân viên. Kamala Harris bước chân vào cuộc tranh cử tổng thống năm 2020 với tư cách là một ứng cử viên hàng đầu, được báo chí khen ngợi và có sự ủng hộ từ những nhân vật lớn nhưng lại rút lui chỉ 2 tháng trước đại hội đảng. Một số dữ liệu còn cho thấy tỷ lệ ủng hộ cho bà Harris chỉ vào khoảng 3% trên toàn quốc. Thậm chí tại bang California, nơi bà nắm giữ chức vụ tổng trưởng lý, Harris cũng không đứng trong số các ứng cử viên hàng đầu. Tại thời điểm đó, bà đã có một màn đối đầu gay gắt với Joe Biden về lập trường của ông đối với chính sách đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt trong những năm 1970 và 1980. Điều này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trong nội bộ của Đảng Dân Chủ. Kết cục thì chúng ta đều đã biết, mặc dù chiến dịch của bà nhận được sự chú ý lớn ở ban đầu, nhưng đến cuối năm 2019, Harris buộc phải rút lui khỏi cuộc đua vì thiếu sự ủng hộ từ các cử tri dân chủ cánh tả. Hình ảnh Harris như một người đầy tham vọng nhưng không có tư tưởng và hành động cụ thể có thể khiến cho nhiều cử tri nước Mỹ không vừa lòng. Tuy nhiên, điều này không làm lu mờ vai trò của Harris trong chính trị quốc gia. Bà vẫn duy trì danh tiếng, đặc biệt với việc trở thành người ủng hộ hàng đầu cho cải cách công lý xã hội sau cái chết của George Floyd vào tháng 5 năm 2020. Một người Mỹ gốc Phi bị giết trong khi cảnh sát bắt giữ ở trên phố. Khi vấn đề phân biệt chủng tộc đã trở thành một vấn đề lớn ở Hoa Kỳ, sau sự việc của George Floyd, nhiều đảng viên của Đảng Dân Chủ đã kêu gọi Joe Biden, ứng cử viên được đề cử của đảng, cho cuộc tranh cử tổng thống vào thời điểm đó, chọn một người phụ nữ da màu làm đồng minh để đồng hành cùng ông trong chiến dịch tranh cử của mình. Vào tháng 8 năm 2020, Biden quyết định chọn Harris,
biến bà trở thành một người phụ nữ da màu đầu tiên được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống cho một đảng lớn. Đến tháng 11, khi Biden chiến thắng và trở thành tổng thống Mỹ, Kamala Harris chính thức trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên làm phó tổng thống của Hoa Kỳ. Quyết định lựa chọn Harris làm phó tướng của Joe Biden đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chính trị của bà. Trong những tuần sau cuộc bầu cử, Trump và nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa khác đặt ra rất nhiều câu hỏi về kết quả của cuộc bầu cử, cáo buộc gian lận đối với Tổng thống Joe Biden. Mặc dù đã có một số vụ kiện được đệ trình, tuy nhiên không có bằng chứng nào đủ thuyết phục được đưa ra để hỗ trợ cho các cáo buộc. Từ đó, phần lớn các vụ kiện đã bị bác bỏ. Kamala Harris tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với Tổng thống Biden trong suốt nhiệm kỳ của mình, đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm thúc đẩy cải cách nhập cư, bảo vệ quyền bầu cử và đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua đạo luật giảm lạm phát năm 2022. Con đường đến với Nhà Trắng. Kể từ khi đảm nhận chức phó tổng thống, Kamala Harris tiếp tục thể hiện vai trò lãnh đạo của mình trong việc xử lý các vấn đề quan trọng của quốc gia. Ở mặt đối ngoại, bà đã tham gia nhiều chuyến công du quốc tế, gặp gỡ hơn 150 nhà lãnh đạo thế giới và xây dựng các liên minh chiến lược cho Hoa Kỳ. Ở mặt đối nội, Harris giám sát các vấn đề khó khăn, bao gồm việc di cư ở biên giới phía Nam, quyền bầu cử và phá thai. Bà cũng là người phá vỡ kỷ lục về số lần bỏ phiếu phá vỡ thế cân bằng trong Thượng viện. Điều này càng củng cố vai trò của bà trong việc thúc đẩy các chính sách quan trọng của chính quyền Biden. Với việc Tổng thống Joe Biden quyết định rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11, bà Harris chính là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ. Vào tháng 8 năm 2024, bà đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng sau khi giành chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu trực tuyến của các đại biểu. Kamala Harris không chỉ là một người phụ nữ phá vỡ những rào cản về màu da, giới tính, mà bà còn là biểu tượng của sự thay đổi và tiến bộ trong chính trường Hoa Kỳ. Từ một luật sư đấu tranh cho công lý xã hội, đến khi trở thành phó tổng thống và ứng cử viên tổng thống, hành trình của Harris là minh chứng rõ ràng cho sự kiên trì, lòng dũng cảm và khát khao thay đổi thế giới. Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp chính trị của Kamala Harris, người ta mệnh danh bà là người phụ nữ của những lần đầu tiên. Năm 2003, bà Harris trở thành luật sư San Francisco và trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giữ chức vụ này ở California sau khi đã vượt qua sếp cũ của mình. Năm 2010, bà trở thành phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm tổng trưởng lý California. Năm 2016, bà được bầu vào Thượng viện Mỹ, trở thành người Mỹ gốc Ấn đầu tiên và phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên phục vụ trong Đảng Dân Chủ, đại diện cho bang California. Trong cuộc bầu cử năm 2020, Harris được ông Joe Biden lựa chọn làm ứng cử viên phó tổng thống Mỹ, biến bà trở thành người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên trở thành phó tổng thống Mỹ trong 231 năm qua. Giờ đây, con đường đến với Nhà Trắng của Kamala Harris đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ đối với người dân Mỹ, đúng như bà đã từng khẳng định trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là phó tổng thống. Tôi có thể là phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này, nhưng sẽ không phải là người cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn video của Spider Room chúng mình. Để tóm tắt lại toàn bộ video này, có thể nói Kamala Harris đã và đang tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử, không chỉ bởi vì những thành tựu cá nhân, mà còn là bởi tầm nhìn và đóng góp của bà cho tương lai của đất nước. Vậy, với sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ, liệu bà Harris có đang tiến gần hơn đến việc trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ? Hãy cùng đón chờ kết quả cuối cùng vào tháng 11 sắp tới nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!